Trước khi vào video, mọi người cho em xin một like và một subscribe để giúp cho kênh được phát triển hơn nha. Em cảm ơn mọi người. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Sen Nhà Online, kênh review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Tức là bên góc trái video á, em có để số điện thoại chủ nhà, mọi người cứ liên hệ trực tiếp cho chủ nhà nha, không cần phải qua môi giới đâu. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà ngay Trần Quốc Thảo ở phường 7 quận 3, giá chỉ có 2 tỷ 3 thôi nha mọi người. Hiện tại em đang đứng ngay đường này là đường Trần Quốc Thảo nè mọi người. Còn phía bên đây á, đây là cái cầu Lê Văn Sĩ nè mọi người. Đi qua ngay chỗ đó là cái đường Lê Văn Sĩ luôn nha. Đó, thì vừa xuống cầu mọi người quẹo phải qua đây. Đó là mình sẽ thấy có cái hẻm này gọi là hẻm chung cư Trần Quốc Thảo nha mọi người. Và kế bên đó là một cái quán Phúc Long nè. Thì trong đây có cái nhà ngày hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người á. Thì bây giờ là mình sẽ đi thẳng vô nha mọi người. Thì sau khi đi thẳng vô tầm khoảng chừng 10 mét đó, tới một cái ngã ba, mọi người sẽ quẹo tay trái nha mọi người. Đó, nhưng còn nếu mà mọi người đi về tay phải nè, đây là nó sẽ thông ra ngay cái bờ kè đường Hoàng Sa nè mọi người. Hoàng Sa Trường Sa đó, thấy không? Đó, rồi mọi người quẹo tay trái giúp giùm em nha. Mọi người đi thẳng thêm một đoạn nữa. Thì sau khi đi tầm thêm khoảng chừng là 10 mét nữa cho tới 15 mét nữa, mọi người nhìn ở đây nè, đó, mọi người thấy một cái đường dưới đây. Mọi người quẹo qua đây giúp giùm em nha. Rồi mọi người tiếp tục đi thẳng luôn. Rồi sau khi đi thẳng thêm tầm khoảng chừng là 20 mét nữa, mọi người nhìn bên phía tay phải sẽ thấy cái nhà ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người. Và đây là cái nhà ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người nè. Thì nhà mình á, có cái địa chỉ á, là 173/7 đường Trần Quốc Thảo ở quận 3 nha mọi người. Và đây là cái đường trước nhà của mình nè. Đó, xe máy đi lại được khoảng 2 chiếc nha. Rồi bây giờ em sẽ đi vô bên trong, em quay khu vực bên trong cho mọi người xem. Thì nhà mình có diện tích á, bề ngang là 3,5 m, bề dài là 11,6 m, kết cấu là 1 trệt, giá đang kêu là 2,3 tỷ, giá này vẫn còn thương lượng nha. Đây là cái khu vực ở dưới trệt nè. Đó, chỗ này là chỗ nhà đang sử dụng làm chỗ để xe. Rồi bây giờ em sẽ đi tiếp vô cái khu vực bên trong, em quay cho mọi người xem. Đây là cái khu vực ở ngay phòng ở chính giữa nha mọi người. Thì chỗ này là chủ nhà đang dùng làm đựng những vật dụng không cần thiết như là giày dép hay nhiều vật linh tinh khác nha. Và cái chỗ này á, em thấy là mình nở hậu ra tí xíu rồi ha. Tới cái đoạn này mình thụt vô mình nở hậu ra nha. Đó. Rồi, tiếp theo em sẽ đi tiếp ra cái khu vực đằng sau. Em quay cho mọi người xem nha. Đây là cái khu vực. Chỗ này là chủ nhà đang làm phòng ngủ này nha mọi người. Đó, bên hông chúng ta là có một cái cửa sổ bên hông nha mọi người. Đó, còn chỗ này là tủ quần áo gì để đây được hết nha. Rồi tiếp theo sẽ là cái khu vực ở đằng sau. Đây là cái khu vực bếp nha mọi người. Đó, bếp ở đây, tủ lạnh để đây. Rồi bên đây là chỗ bồn rửa chén nha. Nói chung nhà này nhà chính chủ luôn, nên mọi người sẽ mua được cái giá rất là tốt nha. Đây là khu vực nhà vệ sinh nè mọi người.